Sáng ngày 19 tháng 1, phát biểu tại buổi họp mặt báo chí, xuất bản, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chia sẻ một thông tin là số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay là 9 ca, trong đó có 3 ca từ các tỉnh chuyển đến. Ông Nên cũng thông tin về việc Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện chùm ca nhiễm COVID-19 thuộc biến chủng Omicron trong một gia đình liên quan đến một người thân đi từ nước ngoài về. Ông Nên cho biết chùm ca bệnh được phát hiện kịp thời và hiện các lực lượng chức năng đang khoanh vùng, truy vết thần tốc để ngăn chặn lây nhiễm cộng đồng. Đó là nỗ lực tối đa của ngành y tế và các cơ quan chức năng. Và mọi người dân cũng phải hết sức thận trọng, ông Nên nhấn mạnh.